Chào mừng các em đến với Tế Đạt Địa Lý 9. Cô xin tự giới thiệu. Cô tên là Nguyễn Thị Giang, giáo viên giảng dạy bộ môn địa lý trường trung học cơ sở Võ Thành Trang. Cô rất vui vì được đồng hành cùng các em trong tiết học ngày hôm nay. Để học tốt tiết học hôm nay, cô có một số lưu ý học trực tuyến như sau. Các em cần có sách giáo khoa địa lý 9, Atlas Địa lý Việt Nam, vở ghi, bút thước. Hãy chú ý lắng nghe và ghi chép lại các nội dung chính các em nhé. Thế là chúng ta đã trải qua 15 tuần học trực tuyến. Hôm nay cô và các em sẽ ôn lại các kiến thức cơ bản để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1 sắp tới. Nội dung các bài ôn tập như sau. Bài 12, sự phát triển và phân bố công nghiệp. Bài 13, vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ. Bài 18, vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Bài 24, vùng Bắc Trung Bộ. Bài 25 và 26, vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Ở clip này, cô và các em sẽ ôn tập lại hai ngành kinh tế của nước ta, đó là ngành công nghiệp và dịch vụ. Với hai bài, đó là bài 12 và bài 13. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu bài 12, sự phát triển và phân bố công nghiệp, với nội dung 1, cơ cấu ngành công nghiệp. Các em cần nắm rõ các kiến thức sau. Hệ thống công nghiệp nước ta gồm cơ sở nhà nước, ngoài nhà nước, có vốn đầu tư nước ngoài. Công nghiệp phát triển nhanh, cơ cấu đa dạng như khai thác nhiên liệu, điện, cơ khí, điện tử. Công nghiệp xây dựng, chế biến lương thực, thực phẩm. Công nghiệp có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Ở mục số 2, các em cần nắm rõ các ngành công nghiệp trọng điểm. Vậy, thế nào được xem là các ngành công nghiệp trọng điểm? À, bởi vì các ngành công nghiệp trọng điểm sẽ chiếm tỷ trọng cao trong giá trị sản lượng công nghiệp, dựa trên các thế mạnh vốn có như tài nguyên, lao động, đáp ứng nhu cầu thị trường, mang lại hiệu quả cao về kinh tế xã hội, tác động thúc đẩy các ngành khác. Ở nước ta, có các ngành công nghiệp trọng điểm như sau. Đó là khai thác nhiên liệu, điện, chế biến lương thực, thực phẩm, dệt may. Khi nói về các ngành công nghiệp trọng điểm, các em cần lưu ý nắm được tình hình và sự phân bố của chúng. Đầu tiên, cô và các em sẽ ôn tập lại ngành công nghiệp khai thác nhiên liệu. Đây là ngành chiếm 6,7% giá trị sản xuất công nghiệp, gồm có khai thác than và khai thác dầu khí. Đối với khai thác than, hàng năm khai thác từ 15 đến 20 triệu tấn trên năm. Còn khai thác dầu khí đạt hiệu quả cao, hàng năm khai thác hàng trăm triệu tấn dầu và hàng tỷ mét khối khí. Than và dầu khí là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta. Công nghiệp khai thác than phân bố chủ yếu ở vùng than Quảng Ninh. Các mỏ dầu khí hiện nay được phát hiện và khai thác chủ yếu ở vùng thềm lục địa phía Nam. Tiếp theo, chúng ta cùng ôn tập về công nghiệp điện. Ngành công nghiệp điện chiếm 3,8% giá trị sản xuất công nghiệp, gồm nhiệt điện và thủy điện. Hiện nay, mỗi năm đã sản xuất trên 40 tỷ kW và sản lượng điện ngày càng tăng để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Ngoài ra còn có các loại năng lượng khác như năng lượng mặt trời, năng lượng gió. Chúng ta có các nhà máy thủy điện, đó là Hòa Bình, Sơn La, Trị An. Các nhà máy nhiệt điện như Phả Lại, Phú Mỹ.
Tiếp theo chúng ta cùng ôn tập lại ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm. Đây là ngành có tỷ trọng cao trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp, chiếm 20,1%, bao gồm chế biến các sản phẩm trồng trọt, chế biến các sản phẩm chăn nuôi, chế biến các sản phẩm thủy sản và phân bố rộng khắp cả nước nhưng tập trung ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo, một ngành không thể thiếu trong các ngành công nghiệp trọng điểm đó là ngành công nghiệp dệt may. Ngành này chiếm 6,9% giá trị sản xuất công nghiệp, phát triển dựa trên các nguồn thế mạnh sẵn có như nguồn lao động đông, giá rẻ, có tay nghề, phân bố ở các trung tâm lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định. Cô mời các em quan sát lên biểu đồ sản lượng than, dầu khí và điện của nước ta giai đoạn năm 2000 đến 2017. Các em hãy nhận xét tình hình sản xuất các ngành công nghiệp khai thác than, dầu khí và sản xuất điện ở nước ta giai đoạn 2000-2017. Đầu tiên là ngành than, thì các em thấy rằng than được ký hiệu là biểu đồ cột màu vàng. Thì từ năm 2000 đến năm 2017 có sự biến động. Tuy nhiên, các em thấy rằng năm 2000 chỉ đạt 11,6 triệu tấn, đến năm 2017 tăng lên 38,2 triệu tấn. Và cao nhất là năm 2010, than đạt 44,8 triệu tấn. Ngành dầu khí của chúng ta có sự biến động từ năm 2000 đến 2017. Năm 2000 là 16,3 triệu tấn, đến năm 2017 giảm 15,5 triệu tấn. Đặc biệt là ngành công nghiệp điện của nước ta tăng, năm 2000 26,7 tỷ kW nhưng đến năm 2017 đã đạt đến 191,6 tỷ kW. Đó là một trong những cái tín hiệu đáng mừng của ngành công nghiệp điện nước ta. Của bài 13 đó là các trung tâm công nghiệp lớn. Để ôn tập nội dung này, các em hãy tìm các cụm từ thích hợp trong khung điền vào chỗ trống để hoàn thiện đoạn thông tin dưới đây. Các em có thời gian 30 giây. À, chắc các em cũng đã có câu trả lời cho mình rồi đúng không nào? Các em hãy hướng lên màn hình xem đáp án của cô nhé. Từ khóa đầu tiên chúng ta sẽ điền đó là khu vực. Hai khu vực tập trung công nghiệp lớn nhất cả nước là Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Hồng. Tiếp theo, hai trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Mời các em quan sát lên lược đồ công nghiệp Việt Nam để xác định hai vùng công nghiệp lớn của nước ta. Đầu tiên, đó là đồng bằng sông Hồng. Vùng công nghiệp lớn tiếp theo đó là Đông Nam Bộ. Các em có biết mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại? Cô hy vọng rằng những mục tiêu trên đây sớm sẽ được hoàn thành vào năm 2030. Chúng ta vừa tổng kết và ôn lại các kiến thức trọng tâm của bài 12 Sự phát triển và phân bố công nghiệp. Để khắc sâu kiến thức, các em hãy bấm nút dừng để hoàn thành phiếu học tập sau vào vở nhé. Dịch vụ là một trong ba khu vực kinh tế lớn. Cô và các em cùng ôn lại bài 13, vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của ngành dịch vụ. Đầu tiên, chúng ta cần nhớ lại kiến thức cơ cấu ngành dịch vụ. Dựa vào biểu đồ trên, các em hãy nêu cơ cấu ngành dịch vụ nước ta. Quan sát biểu đồ cơ cấu GDP các ngành dịch vụ năm 2013,
Chúng ta thấy cơ cấu ngành dịch vụ nước ta khá đa dạng, bao gồm dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất và dịch vụ công. Tiếp theo, các em hãy tính tỷ trọng của các nhóm dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất và dịch vụ công cộng. Trước hết, để tính được dịch vụ tiêu dùng, các em hãy cộng số liệu phần trăm của thương nghiệp, dịch vụ sửa chữa, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ cá nhân và cộng đồng. Như vậy chúng ta sẽ lấy 24 cộng 10 và cộng 4. Kết quả dịch vụ tiêu dùng chiếm 38%. Tương tự, chúng ta sẽ tính được dịch vụ sản xuất 37%, dịch vụ công cộng 25%. Vậy, dịch vụ có vai trò như thế nào trong đời sống và sản xuất? Đầu tiên, cung cấp nguyên liệu, vật tư cho các ngành kinh tế, tiêu thụ sản phẩm cho ngành kinh tế, tạo mối quan hệ giữa các ngành trong và ngoài nước, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân. Dịch vụ được xem là ngành công nghiệp không khói. Quan sát biểu đồ quy mô GDP phân theo ngành kinh tế nước ta năm 2006 và 2016, em hãy nhận xét về sự thay đổi của ngành dịch vụ. Chúng ta thấy rằng năm 2006, quy mô GDP của ngành dịch vụ chỉ mới đạt 453,2 nghìn tỷ đồng, đến năm 2016 đã tăng lên 1.842,7 tỷ đồng. Tiếp đến biểu đồ tiếp theo. Đây là biểu đồ số lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo ngành kinh tế nước ta năm 2006 và năm 2016. Các em thấy rằng năm 2006 chỉ có 12.587,5 nghìn người tham gia, đến năm 2016 lên đến 17.788,6 người tham gia. Như vậy, quy mô GDP và số lượng lao động từ 15 tuổi trở lên tăng. Các em hãy quan sát biểu đồ tỷ trọng lao động theo khu vực kinh tế. Các em thấy rằng năm 2010, ngành dịch vụ chiếm 29,7% lao động, đến năm 2020 tăng lên 35,7% lao động và chiếm vị trí cao nhất. Vậy, các em hãy giải thích cho cô vì sao tỷ trọng lao động trong ngành dịch vụ có xu hướng tăng lên. À, các em thấy rằng cơ cấu kinh tế thay đổi dẫn đến cơ cấu lao động thay đổi mạnh mẽ. Tiếp theo đó là do tác động của nền kinh tế thị trường và chất lượng lao động ngày càng tăng. Qua phân tích các biểu đồ trên, chúng ta có thể rút ra được đặc điểm phát triển của ngành dịch vụ như sau. Ngành dịch vụ phát triển khá nhanh, thu hút 36% lao động và chiếm 41,6% trong cơ cấu GDP cả nước năm 2019. Cơ cấu ngành dịch vụ đa dạng, thu hút đầu tư nước ngoài. Và chúng ta cần nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ. Vậy, đặc điểm phân bố của ngành dịch vụ như thế nào? Các em thấy rằng ngành dịch vụ là ngành phụ thuộc chặt chẽ vào sự phân bố dân cư. Thứ hai, phát triển ở những nơi đông dân như thành phố lớn, thị xã, đồng bằng, ngược lại kém phát triển ở những vùng thưa dân, kinh tế kém phát triển. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn và đa dạng nhất nước ta. Dựa vào kiến thức đã học cùng sự hiểu biết của bản thân, em hãy trả lời cho cô câu hỏi sau: tại sao Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất ở nước ta? Các em có 30 giây
suy nghĩ và trả lời. Các em cũng đã có câu trả lời của mình rồi đúng không nào? Các em cùng quan sát lên màn hình để xem câu trả lời của các em có giống với đáp án của cô không nhé. Em thấy đấy, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là những nơi tập trung đông dân cư, có thị trường tiêu thụ rộng lớn, tập trung vốn đầu tư trong và ngoài nước, giao thông thuận tiện. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội của chúng ta đều có các tuyến đường, hồ, thủy, hàng không vừa hiện đại vừa đa dạng. Hơn nữa, ở đây có nhiều trường đại học, các viện nghiên cứu, các bệnh viện chuyên khoa hàng đầu. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh còn là trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng lớn nhất nước ta. Bên cạnh đó có các khu công nghiệp, đội ngũ công nhân dồi dào, trình độ cao. Những điều này đã tạo cho Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn và đa dạng nhất nước ta. Như các em đã biết, làn sóng dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 4 với nhiều biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh, gây nguy hiểm, diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt các tỉnh, thành phố, kinh tế trọng điểm như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Hơn nữa, ảnh hưởng sâu sắc tới nền kinh tế Việt Nam, trong đó chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là khu vực dịch vụ, như tiêu đề do Tổng cục Thống kê đưa tin. Khu vực dịch vụ sụt giảm nghiêm trọng do dịch COVID-19. Cụ thể như sau, tăng trưởng âm trong 9 tháng năm 2021 của một số ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn đã làm giảm mức tăng chung của khu vực dịch vụ và toàn bộ nền kinh tế, như ngành bán buôn, bán lẻ giảm 31,1% so với cùng kỳ năm trước, ngành vận tải kho bãi giảm 7,79%, ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 23,18%. Khu vực doanh nghiệp là động lực chính đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế. Dịch COVID-19 kéo dài đã làm nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với nguy cơ phá sản, chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế bị đứt gãy do các đợt giãn cách liên tiếp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong khu vực dịch vụ. Khi đó, có số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 41,6 nghìn doanh nghiệp, chiếm 72% tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Cô hy vọng rằng dịch COVID-19 nhanh chóng được đẩy lùi để ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, đóng góp lớn cho nền kinh tế Việt Nam. Là học sinh, các em hãy luôn chấp hành tốt 5K. Cùng với đó, hãy ra sức học tập, phấn đấu, vươn lên, xứng đáng con ngoan trò giỏi. Để kết thúc clip ôn tập bài 13 và 12, cô xin dành tặng các em bài hát sau. Em mong mình lớn nhanh từng ngày, tràn đầy yêu thương. Em mong được thấy quê hương này tự hào đi lên.